Chào các anh chị, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu đó là cái hình thể ngoài của thận ha. Thì chúng ta thấy là thận thì cái hình dạng ngoài thì có hình hạt đậu và màu nâu đỏ, và nó có hai cái bờ, đó là cái bờ ngoài, thì cái bờ ngoài của nó thì nằm ở đây, và cái bờ trong. Thì ở cái bờ trong á, mình thấy nó sẽ có cái rốn thận ở bên trong, và trong cái rốn thận á, thì nó sẽ có chứa ba thành phần, đó là động mạch thận, rồi tĩnh mạch thận và niệu quản nha. Thì cái vùng này chúng ta sẽ gọi là cái phần rốn thận. Về kích thước của thận á, thì các bạn thấy là thận nó sẽ có dài nó khoảng chừng 12, và bề ngang nó là khoảng chừng 6, và cái bề dày nó khoảng 3 cm, và đây là một cái tạng nằm ở sau phúc mạc. Và phía trên thận thì các bạn thấy là nó sẽ có tuyến thượng thận nằm ở phía trên, chúng ta sẽ có tuyến thượng thận. Rồi nếu các bạn đối chiếu lên vùng lưng thì các bạn sẽ thấy là thận phải và thận trái nó sẽ có sự chênh lệch. Thận bên phải thì nó sẽ nằm ở bờ dưới của xương sườn số 11. Xin lỗi, đây là thận bên phải ha, thì nó sẽ nằm ở bờ dưới của xương sườn số 11, còn thận bên trái thì nó sẽ nằm ở bờ trên của xương sườn số 11. Thì hai cái này nó sẽ chênh nhau một khoảng thân xương sườn, đó là xương sườn số 11 ha. Một cái thì nó ở phía trên của xương sườn, một cái thì nó ở phía dưới của xương sườn số 11. Đây, sở dĩ mà hai cái này nó chênh nhau như vậy đó, thì các bạn thấy là ở cái vùng này nè, thận phải nè, chúng ta sẽ có cái gan nằm đây. Do có cái gan nằm đó nó chán chỗ đó rồi, cho cái thận nó sẽ không có đi di chuyển đi lên được, và nó sẽ bị thấp hơn so với cái thận bên đối diện. Thì đây là hình ảnh đối chiếu thận phải và thận trái lên cái vùng lưng của chúng ta. Bên phải thì nó sẽ nằm ở bờ dưới của xương sườn, cái này là xương sườn số 11 anh chị ha. Để giải thích cho cái chuyện mà nó thấp cao như vậy đó, thì chúng ta sẽ quay lại thời kỳ vô thai chút xíu. Thì các bạn biết đó là trong thời kỳ vô thai đó, thì thận đó, nó sẽ không nằm ở cái vùng lưng, mà nó sẽ nằm ở vùng chậu ha. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là thận nó sẽ nằm ở vùng chậu, và nó sẽ nhận máu từ động mạch chậu, sau đó thì thận nó sẽ tinh tiến đi lên theo cái trục này. Thận nó sẽ tinh tiến đi lên, thì khi mà đi lên như vậy đó, thì ở đây nó có cái gan ha, cái gan nằm sẵn đó rồi. Do đó khi mà thận mà nó từ tiến đi lên á, thì nó sẽ đụng cái gan và nó sẽ không di chuyển lên được nữa. Trong khi phía bên trái thì nó sẽ tiếp tục di chuyển lên được một đoạn nữa. Do đó thận bên trái á, nó sẽ lúc nào nó cũng cao hơn so với thận bên phải hết. Rồi đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái gì thấy nè, chúng ta sẽ có cái tuyến thượng thận nha. Cái tuyến thượng thận đó nó nằm ở đó rồi. Trong khi thận á, thì nằm đi từ dưới đi lên. Hai cái khi mà nó tịnh tiến đi lên thì hai cái nó sẽ gặp nhau. Tuy nhiên về bản chất thì hai thằng này ngay từ đầu nó là hai thành phần riêng biệt, rồi sau đó nó mới tập chung lại. Do đó thận và tuyến thượng thận, các chị thấy là nó sẽ có một cái vách ở giữa để ngăn đôi thận và tuyến thượng thận, và cái vách đó chính là cái mạc thận. Thì lát nữa đến cái phần mạc thận thì tôi sẽ chỉ cho anh chị. Thì đây là cái hình ảnh mà thận và tuyến thượng thận mà của một em bé nha, thì nó chưa có hoàn thiện. Rồi chúng ta đối chiếu cái thận lên trên vùng lưng thì các bạn thấy nè, ở đây là phần lưng và đây là phần cột sống ha. Thì cái thận á, nó sẽ theo cái trục này ha, nó sẽ cái rốn thận á, nó sẽ chết ra phía trước ha, một cái góc 30 độ. Nó không có nằm song song mà nó cũng không nằm vuông góc,
mà nó sẽ chết một góc 30 độ so với mặt phẳng đứng ngang. Và cái rốn thận nó sẽ hướng ra trước, nó sẽ tạo ra một góc là 30 độ. Rồi, so với mặt phẳng đứng dọc ở đây thì các bạn thấy là cái cực trên và cực dưới của thận đó, thì phần cực trên nó sẽ hướng vào đường giữa đây, và cái góc này cũng là 30 độ. Thì rốn thận hướng ra trước ha, còn cái phần cực trên hướng vô trong một góc 30 độ. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ coi liên quan của thận với các tạng thì như thế nào. Thì chúng ta thấy là ở cái vùng này nè, chúng ta có gan, gan nằm đây. Rồi, ở phía bên này thì chúng ta sẽ có cái lắp nằm đây. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có phần dạ dày và tá tràng. Đó. Rồi, chúng ta sẽ có tụy đây. Rồi, ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có phần đại tràng bắt ngang qua, đại tràng dắt ngang qua. Do đó ở mặt trước mà phía bên phải thì các bạn thấy nó sẽ liên quan tới gì? Tới gan, tới đại tràng và ruột non. Rồi, phía bên trái thì nó liên quan tới gì? Tới lách, đuôi tụy và phần kết tràng bên trái nha. Rồi, ở phía sau thì sao? Ở phía sau thì thận nó sẽ liên quan tới những cái tạng gì? Thì ở đây mình sẽ có phần cột sống ha. Nếu mà nhìn từ phía sau thì đây là phần cột sống. Và ở đây mình sẽ có khối cơ lưng, đó chính là cơ thắt lưng chậu. Rồi, phía trên này chúng ta sẽ có phần cơ hoành. Rồi, phía trên này là phổi và màng phổi. Thì chúng ta thấy là ở phía tầng ngực ha, phía tầng ngực mà mặt sau của thận đó thì nó liên quan tới gì? Nó sẽ liên quan tới phổi, màng phổi, cơ hoành ha. Rồi, ở phần thắt lưng là phần thấp hơn đó, thì các bạn thấy nó sẽ liên quan tới gì? Đó là nó liên quan tới khối cơ cặp sống, khối cơ này. Đó là liên quan của mặt trước và mặt sau của thận. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái cấu trúc mà nó chia đôi thận riêng, chia đôi thận riêng, chia đôi thận phải riêng và thận trái riêng. Và cái màng này người ta gọi là mạc thận. Thì cái mạc thận này chúng ta thấy là nó là một cái màng, nó bao bọc toàn bộ thận. Nó sẽ chia thận phải riêng và thận trái riêng, chia thận và tuyến thượng thận riêng. Thì các bạn thấy là ở giữa thận và tuyến thượng thận nè, nó có cái vách ở giữa đây. Và cái màng này chúng ta gọi là mạc thận. Rồi, giữa cái mạc thận này và thận, các bạn thấy nó sẽ có một cái lớp mỡ ở giữa. Cái lớp mỡ này chúng ta gọi là bào mỡ. Bào mỡ hay còn một cái tên gọi khác nữa, đó là mỡ quanh thận. Mỡ quanh thận. Còn cái lớp mà bao bọc cái phần chủ mô thận á, cái lớp này đó. Cái đó chúng ta gọi là bao sơ. Vậy thì chúng ta kể từ trong, chúng ta kể ra ha. Thì đầu tiên là phần chủ mô thận, sau đó chúng ta đến bao sơ, rồi chúng ta đến lớp mỡ quanh thận hay còn gọi là bao mỡ, rồi chúng ta sẽ đến mạc thận. Đó là thứ tự của các lớp từ trong ra ngoài hay là từ ngoài vô trong. Thì nếu mà từ ngoài vô trong thì chúng ta sẽ có mạc thận, bao mỡ, rồi bao sơ, rồi sau đó chúng ta mới đến phần chủ mô thận. Thì cái mạc thận đó, nó được tạo ra bởi hai lá, lá trước và lá sau. Thì cái lá trước của mạc thận chính là phần này, còn lá sau là phần nằm ở phía sau này đây.
nó liên quan tới khối cơ lưng ở phía sau. Còn cái lá trước thì nó sẽ liên quan tới cái phần phúc mạc ở phía trước. Thì cho thấy là đây là cái mặt thận mà lá trước nè. Đó. Còn cái lá sau là cái phần nằm ở phía sau này, đó chính là lá sau của mặt thận. Thì các anh chị thấy là hai cái lá ha, lá trước và lá sau, nó sẽ chia thận phải và thận trái riêng ra. Nó sẽ chia thận và tuyến thượng thận biệt lập với nhau. Rồi, nếu mà trên cái mặt phẳng mà cắt ngang á, thì chúng ta thấy ha, đây là lá trước, phía sau này chúng ta sẽ có lá sau của mặt thận nha. Và nó sẽ nằm mặt trước và mặt sau của thận, và nó sẽ biệt lập thận và tuyến thượng thận riêng, thận phải và thận trái biệt lập riêng nhờ cái mặt thận này. Còn cái lớp mỡ đó thì các chị thấy nó sẽ có hai cái loại mỡ. Cái mỡ mà nằm giữa mặt thận và thận thì cái đó người ta gọi là bào mỡ, hay còn gọi là mỡ quanh thận ha. Còn cái mỡ mà nằm giữa cái phúc mạc và mặt thận, mỡ này đây, hoặc là nằm giữa mặt thận và cái mạc của cái vùng lưng đó ha, thì cái mỡ ở đây nó gọi là gì? Đó chính là mỡ cạnh thận. Mỡ cạnh thận chính là cái mỡ này, là mỡ lớp mỡ ngoài cùng á ha, chúng ta sẽ gọi là mỡ cạnh thận. Rồi chúng ta sẽ đến cái mạc thận, rồi chúng ta đến bao mỡ hay còn gọi là mỡ quanh thận, và đến bao sơ, rồi sau đó chúng ta sẽ đến chủ mô thận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái hình thể cong của thận ha. Thì hình thể cong á thì các bạn thấy là chúng ta sẽ gồm có hai phần, xoang và chủ mô. Thì cái phần xoang chính là phần mà không chứa mô thận thế này, chúng ta gọi là xoang thận. Rồi phần nhu mô thận nó gồm có hai thứ, thứ nhất là phần tủy và thứ hai là phần vỏ. Vậy thì phần tủy là phần nào? Phần tủy chính là những cái phần mà chứa những cái tháp thận này đây, thì chúng ta sẽ gọi là phần tủy. Đó chính là phần mà nó có hình nón ha, có hình nón, và nó có hai hoặc ba hoặc bốn tháp gì đó, nó nhập chung lại đổ nước tiểu đi vô hướng vô trong. Thì cái nơi mà đổ nước tiểu đi vô người ta gọi là nhú thận, là cái nơi mà đỉnh nhọn của cái tháp đó ha, chúng ta gọi là nhú thận. Thì nhú thận nằm ở đâu? Ở đây, đây ha, đây, đây. Thì như đỉnh của cái tháp đó chúng ta sẽ gọi là nhú thận. Rồi cái phần mô thận mà nằm phía bên ngoài chúng ta gọi là gì? Là phần vỏ. Thì cái phần vỏ chính là những cái phần mà nằm ở rìa ở ngoài này, chúng ta sẽ gọi là phần vỏ. Đó, thì nguyên cái đám đó chúng ta sẽ gọi là phần vỏ. Phần vỏ. Và cái phần vỏ mà nằm giữa hai cái tháp, ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ có chỗ này, chỗ này, chỗ này. Thì phần vỏ mà nằm giữa hai tháp đó chúng ta gọi là gì? Cột thận. Đó, chúng ta gọi là cột thận. Đó là phần mô thận mà nằm giữa các cái tháp thận, chúng ta sẽ gọi là cột thận. Thì từ cái động mạch thận đó, chúng ta sẽ có cái động mạch thùy. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cái động mạch giang thùy. Rồi sau đó là động mạch cung. Thì động mạch cung chính là cái nhánh này.
còn là mạch giang thùy chính là những cái nhánh này, động mạch giang thùy. Còn phía trên thì chúng ta sẽ có cái động mạch cung. Thì từ cái động mạch này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ cho những cái nhánh để đi vào trong cầu thận. Chúng ta sẽ có động mạch nhập, động mạch xuất và động mạch thẳng. Thì các động mạch này nó xuất phát từ cái động mạch cung này đi ra. Thì cái đơn vị cấu trúc của thận nó như là một cái depron, thì anh chị thấy đó là một cái phức hợp depron, nó gồm có gì, gồm có cái cầu thận, cầu thận, rồi chúng ta sẽ có ống lượng gần, rồi ống lượng xa, rồi qua Henle và ống thu thập hay là ống góp ha. Thì nguyên cái phức hợp đó chúng ta gọi là depron, đây chính là cái đơn vị cấu trúc của thận. Còn cái lớp vỏ phía ngoài cùng đây ha, đó chính là bao sơ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần mạch máu. Thì các anh chị thấy là từ một cái động mạch chủ đi ra thì chúng ta sẽ có hai cái động mạch thận bên phải và bên trái. Thì từ động mạch thận đó thì chúng ta thấy là nó sẽ chia ra những cái động mạch phân thùy để đi vào từng cái vùng của mô thận. Thì động mạch phân thùy người ta sẽ chia, đó là động mạch phân thùy trên, động mạch phân thùy trước trên, động mạch phân thùy trước dưới, động mạch phân thùy dưới, đó là mặt trước, động mạch trước, mặt trước. Còn mặt sau thì sao? Mặt sau thì chúng ta có một nhánh thôi, đó chính là động mạch phân thùy sau. Thì cái động mạch phân thùy sau này nè, nó đi vào mặt sau, đi ở phía sau và nó chỉ có một nhánh thôi. Đây. Vậy thì bốn nhánh phía trước và một nhánh phía sau, thì từ đó chúng ta sẽ chia cái thùy của thận thành năm cái phân thùy như sau. Mặt trước thì chúng ta sẽ có gì? Phân thùy trên. Đây. Phân thùy trên, phân thùy trước trên, trước trên, rồi phân thùy trước dưới và phân thùy dưới, đó là mặt trước ha. Còn ở mặt sau thì chỉ có một cái động mạch phân thùy sau thôi, do đó ở mặt sau nó sẽ tương ứng với là cái vùng này, đó. Đó chính là động mạch phân thùy sau, thì nó sẽ đi vào cái vùng này. Đây chính là phân thùy sau của thận. Thì các anh chị thấy là ở mặt trước nó sẽ chiếm ưu thế ha. Chúng ta thấy là nó sẽ có cái động mạch phân thùy trên, trước dưới và dưới, nó sẽ có bốn cái động mạch phân thùy đi vô. Rồi ở mặt sau thì nó chỉ có một thôi, đó là động mạch phân thùy sau. Do đó mạch máu phía trước nó sẽ chiếm ưu thế. Và khi mà phân chia thùy của thận á, thì bốn mạch máu phía trước thì chúng ta sẽ có bốn phân thùy. Còn ở phía sau á, chỉ có một thôi, đó chính là động mạch phân thùy sau. Nó tạo ra cái phân thùy sau của thận. Thì ở đây là mặt trước, đây là cái mặt trước và đây là mặt sau. Thì các anh chị thấy là ở mặt trước nó sẽ có nhiều cái phân nhánh để đi vô. Trên, trước dưới và dưới. Ta sẽ có đó, bốn phần nhánh. Rồi ở phía sau á, thì có một cái phân nhánh này thôi đó. Và nó sẽ cung cấp máu cho cái khoảng này thôi, đó chính là phân thùy sau. Còn cái vùng mà trên dưới đó nha, cái vùng trên dưới đó thì nó vẫn được cung cấp máu của nhóm mình nói phía trước nha. Thì ở cái vùng này nè, nó sẽ cung cấp máu cho cả cái phần phía sau này luôn. Rồi ở phía dưới này nó cung cấp máu cho phần phía dưới phía sau luôn. Chỉ có phân thùy sau nó chỉ có một cái lõm ở giữa này thôi, nó chỉ có một lõm ở giữa này là cái cung cấp máu bởi cái động mạch phân thùy sau. Thì từ các cái phân nhánh của động mạch đó chúng ta sẽ chia ha,
đó là trên, trước trên, trước dưới và dưới, hai đó là mặt trước. Còn mặt sau chỉ có một cái nhánh này thôi, đó là sau, đó là phân thì sau ha, nó chỉ có một nhánh đó thôi. Rồi vậy thì chúng ta sẽ coi nhóm mạch máu phía trước và nhóm mạch phía sau gặp nhau ở đâu, gặp nhau ở vùng này đó. Cái đường đó người ta gọi là đường vô mạch. Thì đây là cái nơi mà gặp nhau giữa nhóm mạch máu phía trước và nhóm mạch phía sau. Và để tìm cái đường vô mạch này thì các bạn sẽ đi từ cái bề ngoài của thận nè, các bạn đi vòng ra phía sau 1 cm nè, thì chúng ta sẽ đến cái đường vô mạch. Thì đây là nơi gặp nhau của nhóm mạch máu phía trước và nhóm mạch máu phía sau, đó là đường vô mạch. Thì đây là mặt trước, chúng ta sẽ có 4 phân thùy. Còn ở đây là mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái phân thùy này thôi, đó là phân thùy sau. Còn cái này thuộc về cái này và dưới thuộc về dưới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái hình thể trong, nó gồm có bể thận trong xoang và bể thận ngoài xoang. Thì cái bể thận á là nguyên cái cấu trúc này đó là bể thận. Rồi tuy nhiên cái phần mà nằm từ đây nè trở ra thì chúng ta sẽ gọi là bể thận ngoài xoang, còn phía trong này thì chúng ta sẽ gọi là bể thận trong xoang. Xoang ở đây có nghĩa là xoang thận. Thì cái bể thận mà trong xoang thì thường thường nó sẽ lớn, còn bể thận ngoài xoang thì thường nó sẽ nhỏ. Và kết thúc của cái bể thận ngoài xoang là chúng ta sẽ đến niệu quản ở phía dưới. Thì một cái bể thận và đại thận thì chúng ta sẽ có gì? Ở đây mình sẽ có đại thận bé, đại thận bé. Rồi ở đây mình sẽ có đại thận lớn. Và xuống nữa thì các bạn sẽ có bể thận. Thì bể thận ở đây người ta sẽ chia ha, là bể thận trong xoang và bể thận ngoài xoang. Thì chúng ta sẽ lấy cái mốc đó là cái bờ của thận đó ha. Nếu mà khi mà cái bể thận mà nó vượt qua khỏi cái bờ trong của thận thì chúng ta sẽ có cái bể thận ngoài xoang. Còn từ cái bờ mà trở vô thì chúng ta sẽ có bể thận trong xoang. Thôi cái phần tĩnh mạch thì chúng ta bỏ qua ha. Rồi bạch huyết chúng ta bỏ qua luôn. Rồi chúng ta đi xuống cái niệu quản. Thì các bạn thấy là niệu quản á, nó sẽ có những chỗ phình ra và những chỗ nó co lại. Thì nhìn trên cái hình này thì các bạn thấy là cái đường kính của niệu quản sẽ thay đổi ha. Nếu như ở cái khúc nối bể thận niệu quản ha, thì đường kính trung bình nó là khoảng chừng 2 mm. Thì cái niệu quản động lưng nó sẽ giãn rất là to, nó khoảng chừng 10 mm, là khoảng chừng 1 cm đó. Rồi đến cái niệu quản mà bắt chéo với động mạch chậu thì niệu quản chỗ này nè nó sẽ thắt lại chút xíu, đó là khoảng chừng 4 mm. Và khi đến đoạn nội thành bằng quang thì lúc này niệu quản sẽ co lại, nó thắt lại. Thì đường kính trung bình của nó là khoảng chừng 3 tới 4 mm. Thì niệu quản nó là một ống để dẫn nước tiểu từ trên thận đi xuống bằng quang. Và cấu tạo của niệu quản gồm có trong cùng là lớp niêm, giữa là lớp cơ trơn và lớp bao ngoài nằm ở phía ngoài. Và ba chỗ hẹp của niệu quản nó là gì? Thứ nhất là khúc nối bể thận niệu quản là đây, là cái số 1. Số 2 là nơi niệu quản bắt chéo động mạch chậu là số 2. Và số 3 là nơi niệu quản đoạn nội thành cắm vào trong bàng quang, đó là đoạn số 3, đoạn hẹp thứ 3. Và để nuôi cho niệu quản thì chúng ta thấy là người ta sẽ chia cái niệu quản thành 3 đoạn. Thứ nhất là đoạn trên, người ta gọi là đoạn thận nha. Thì cái đoạn này từ đâu? Từ cái cực dưới của thận nè trở lên, thì nguyên cái đoạn này người ta gọi là đoạn trên.
Thì đoạn này nó sẽ được cung cấp máu bởi các nhánh của động mạch thận nha. Rồi, đoạn giữa là từ cực dưới của thận đến đường cung xương chậu nha. Thì chúng ta thấy là nguyên cái đoạn giữa này chính là đoạn lưng, thì nó được cung cấp máu bởi các cái nhánh của động mạch sinh dục và một số thì sẽ có nhánh của động mạch chủ nha. Đó chính là đoạn giữa. Còn ở đoạn dưới thì chúng ta thấy là nó sẽ được cung cấp máu bởi các nhánh của động mạch chậu ha, có thể là chậu chung và chậu chậu trong. Thì chúng ta thấy là đối với cái niệu quản mà đoạn chậu đó thì nó sẽ nhận máu từ các cái nhánh đó, các phân nhánh của động mạch chậu trong tương ứng. Ví dụ như là chúng ta sẽ có nhánh của động mạch tử cung, động mạch trực tràng, động mạch âm đạo, động mạch bàng quang. Thì những nhánh đó đó ngoài cái chuyện mà cung cấp máu cho các cái tạng đó thì nó sẽ cho ra những phân nhánh nhỏ để nuôi cho niệu quản. Thì các anh chị thấy là cái niệu quản nó sẽ không có động mạch niệu quản mà nó sẽ nhận máu từ những động mạch lân cận ở đoạn trên ha, thì nó sẽ nhận máu từ động mạch thận. Đoạn giữa thì nó sẽ nhận máu từ động mạch sinh dục và một số thì sẽ có nhánh của động mạch chủ. Còn ở đoạn dưới đoạn chậu thì nó sẽ nhận máu từ động mạch chậu chậu chung hoặc là chậu trong. Và khi đi đến cái vùng chậu đó thì ở nữ thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái động mạch bắc ngang qua cái niệu quản ở vị trí này, đó chính là nhánh động mạch tử cung. Động mạch tử cung nó bắc ngang qua cái niệu quản, đi ra phía trước của niệu quản và nó sẽ cách cái bề ngoài của cổ tử cung 1,5 cm ha. Thì chúng ta sẽ từ đây nè, đó là 1,5 cm ha, thì chúng ta sẽ có cái nơi bắt chéo của cái động mạch tử cung và niệu quản đoạn chậu. Còn ở nam á, thì chúng ta sẽ không có cái động mạch tử cung mà chúng ta cũng có một cấu trúc nó cũng đi ra phía trước của cái niệu quản, đó chính là gì, ống dẫn tinh ha. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái ống đây, ống dẫn tinh nó cũng ra, kéo ra phía trước của cái niệu quản. Ở nữ á, thì chúng ta sẽ có cái động mạch tử cung, còn ở nam chúng ta sẽ có ống dẫn tinh. Thì đây là cái nơi bắt chéo của cái động mạch tử cung và niệu quản. Rồi chúng ta đi xuống bàng quang. Thì cái bàng quang đó nó là một cái cấu trúc gồm có ba lớp, ba lớp cơ, cơ dọc phía ngoài, cơ vòng ở giữa và trong cùng là lớp cơ dọc. Chúng ta sẽ có ba lớp: cơ dọc, cơ vòng và cơ dọc. Thì cái lớp cơ vòng của bàng quang đó nó sẽ dày lên ở vùng cổ chỗ này để nó tạo ra gì, cơ thắt trong của bàng quang. Chúng ta sẽ có ba lớp ha: lớp cơ dọc là ở ngoài, cơ vòng ở giữa và lớp cơ dọc ở phía trong cùng ha. Cơ dọc, cơ vòng và cơ dọc. Thì cái vùng cổ bàng quang á, nó sẽ được dày lên bởi cái cơ vòng này, nó tạo ra cái cơ thắt. Đề cương không có bàng quang, nhưng mà tại vì cái vùng bàng quang này tôi giải thích cái cơ thắt thì nó liên quan tới cơ thắt niệu đạo các bạn nha. Chúng ta học phần niệu đạo thì nó sẽ có hai phần: cơ thắt trong và cơ thắt ngoài của niệu đạo. Do đó mình sẽ nói một chút về cái bàng quang để mình giải thích cái vùng cơ thắt của niệu đạo. Thì ở niệu đạo đó thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai cái cơ thắt, đó là gì, cơ thắt trong, đó chính là cái phần cổ bàng quang nó dày lên tạo ra cơ thắt trong, và cơ thắt ngoài đó chính là cái cơ ở vùng đáy chậu hay cơ thắt nằm ở vùng đáy chậu, nó có cơ thắt ngoài. Thì bản chất của cơ thắt trong của niệu đạo đó chính là cơ cơ trơn à, còn cơ thắt ngoài chính là cơ cơ vần. Và hai cái cơ này nè, nó được điều khiển bởi hai cái nhóm thần kinh khác nhau. Thứ nhất là cái cơ thắt trong thì nó là cơ trơn, nó sẽ được điều khiển bởi thần kinh cương hay gọi là thần kinh tạng chậu hông. Còn cơ thắt ngoài, cơ vân của niệu đạo
thì nó được điều khiển bởi thần kinh thẹn nha. Hai cái thần kinh, một là thần kinh tạng giao thông hay thần kinh cương, nó sẽ điều khiển cơ thắt trong của điều đạo, chính là vùng cổ bàng quang. Còn ở phía ngoài chúng ta sẽ có cơ thắt ngoài, chính là cơ vân, và cái cơ này được điều khiển bởi thần kinh thẹn, và cái này chính là thần kinh mà chúng ta điều khiển được. Chúng ta nín tiểu hay là mở cái cơ thắt ra để chúng ta đi tiểu, và đóng cơ thắt lại để chúng ta nín tiểu là do cái thần kinh thẹn này nó điều khiển cho cái cơ vân, chính là cơ thắt ngoài của niệu đạo. Chúng ta sẽ có hai cái nhóm thần kinh ha, thần kinh mà điều khiển cho cơ thắt thông của niệu đạo ha, đó chính là thần kinh tạng giao thông hay còn gọi là thần kinh cương, và thần kinh điều khiển cho cơ thắt ngoài đó chính là cơ vân, thần kinh thẹn. Thì cái quá trình mà điều khiển quá trình đi tiểu ha, quá trình đi tiểu chính là cái co của cơ thắt ngoài và được điều khiển bởi thần kinh thẹn. Thì các bạn thấy cơ thắt ngoài và cơ thắt trong thì hai cái này nó sẽ được điều khiển bởi hai nhóm thần kinh khác nhau. Một nhóm là thần kinh cương thuộc phần đám rối hạ vị, và một cái là thần kinh thẹn nha. Thì cái vùng này chính là vùng cơ thắt trong của niệu đạo, và cái vùng này chính là vùng cơ thắt thắt ngoài. Vậy thì niệu đạo ở nam nó sẽ gồm có gì? Ba đoạn. Đoạn tiền liệt là chúng ta tính từ cái vùng cổ bàng quang ha, đi đến hết cái phần tứ tiền liệt, đó là phần là tiền liệt. Thứ hai là niệu đạo màng, là nó sẽ nằm ở cái đoạn mạnh niệu dục. Thứ ba là niệu đạo xốp, là nằm trong phần thể xốp của dương vật ha. Đó là ba cái đoạn niệu đạo, và cấu tạo của niệu đạo nó sẽ gồm có những cái lớp như sau. Thứ nhất là lớp cơ, thứ hai là lớp mạch, và thứ ba là lớp niêm mạc ha. Thì cái lớp niêm mạc là lớp trong cùng, là lớp niêm mạc, rồi ở giữa là lớp mạch, và phía ngoài là lớp cơ. Thì cái lớp mạch của niệu đạo á, nó sẽ có đặc điểm là gì? Nó sẽ có nhiều cái phần hen tĩnh mạch, có nhiều những cái xoang tĩnh mạch, để gì? Nó sẽ tạo ra cái vật xốp của dương vật. Và lớp trong cùng là lớp niêm mạc á, thì nó sẽ gấp nếp và nó sẽ co giãn rất là nhiều, nó sẽ phình lên khi đi tiểu và nó sẽ co lại. Thì điều đạo tiền liệt thì nó dài khoảng chừng 2,5 tới 3 cm và nó nằm đi xuyên qua cái tuyến tiền liệt từ cái đáy cho đến vùng đỉnh của tuyến tiền liệt. Còn điều đạo màng nó dài khoảng 1,2 cm và nó sẽ đi ngang qua cái cơ đáy chậu. Thì ở đây các bạn sẽ có cơ thắt vân đó, của nằm ở phần cơ đáy chậu, và cơ này sẽ được vận động bởi cái thần kinh thẹn. Rồi ở phía ngoài cùng đó chính là niệu đạo xốp, thì nó dài khoảng chừng 12 tới 15 cm và nằm trong cái vật xốp của dương vật, và ở phía hai bên thì chúng ta sẽ có hai cái vật hen. Và một cái niệu đạo á, thì nó sẽ có những cái chỗ phình và những chỗ hẹp. Thì ở niệu đạo chúng ta sẽ có ba cái chỗ phình. Thứ nhất là xoang tuyến tiền liệt đây, thứ hai là ở cái phần hành, phần túi bịch của hành niệu đạo, và thứ ba là hố thuyền của niệu đạo. Đó là ba chỗ phình của niệu đạo. Rồi bốn chỗ hẹp, bốn chỗ hẹp là gì? Thứ nhất là cổ bàng quang, thứ hai là niệu đạo màng, và thứ ba là phần niệu đạo xốp, và thứ tư là ở cái phần cái đỉnh của hố thuyền á, phần miệng sáo á, nha. Đây. Đó là bốn cái chỗ hẹp của niệu đạo của nam ha. Cổ bàng quang, niệu đạo màng, niệu đạo xốp và cái phần hố thuyền, đỉnh của phần hố thuyền đó chính là cái miệng sáo. Đó là
cái bốn chỗ hẹp của diệu đạo. Thì đây là một chỗ hẹp nè, à, đây là một chỗ hẹp. Rồi cái phía dưới này nè, nó là một chỗ hẹp, và ở phần đỉnh của cái miệng sáo là một chỗ hẹp. Đó là bốn chỗ hẹp của điều đạo. Thì để cấp máu cho điều đạo đó, thì nó sẽ có cái động mạch bằng quang dưới nè, động mạch trực tràng giữa nè, rồi động mạch hành dương vật nè, và động mạch mô dương vật. Thì mỗi cái động mạch như vậy đó, nó sẽ cấp máu cho một đoạn của điều đạo. Nếu như động mạch bàng quang dưới và động mạch trực tràng giữa thì nó sẽ cung cấp máu cho niệu đạo tiền liệt. Động mạch hành dương vật thì nó sẽ cung cấp máu cho niệu đạo màng. Còn cái phần niệu đạo xốp thì nó được cung cấp máu bởi động mạch mô nông và mô sâu của dương vật. Còn thần kinh của niệu đạo ha, thì nó sẽ được chi phối bởi đám rối tiền liệt là thứ nhất, và thứ hai là thần kinh thẹn. Thì từ cái động mạch thẹn á, các bạn thấy là nó sẽ tạo ra cái động mạch sâu dương vật, và nó sẽ cho nhánh đi ra phía trước, đó chính là động mạch mu, mu dương vật phía trước. Và tất cả các tĩnh mạch ở phần dương vật đó và niệu đạo đó thì nó sẽ đổ về đâu? Đổ về tĩnh mạch mu dương vật và đổ về tĩnh mạch chậu. Đó là chúng ta kết thúc cái phần thận niệu quản niệu đạo nam. Rồi giờ chúng ta đi tiếp qua cái phần sinh dục.